Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Giới Vàng Hai Nhật Âu. Giới thiệu cho mọi người em đồng hồ tụt mặt của dòng Senco Marion. Mẫu đồng hồ này luôn hot nhưng mà vẫn cứ lần nào về vẫn phải giới thiệu cũng như là quay lại cho mọi người, bởi vì là mỗi một em thì nó hình thức thì giống nhưng mà nó là hàng dùng rồi nên là em vẫn phải quay. Thì em này là mã 1056. Kích thước vẫn là như vậy, kích thước rất to, 57 x 32. Về phần ở phần bên ngoài ạ, có rất là mới, chỉ có một cái vết cực kỳ nhỏ đây. Đây, nói chung là không đáng kể gì cả, mới lên 95%, 95-97%, rất mới. Cái mẫu này thì rất là được chuộng bởi vì em thấy nó cái kiểu màu dáng nó sang, cái màu nâu rất sang trọng. Cái thứ hai là kích thước nó to và cái tạo hình của nó đẹp, khi mà tròn giờ thì mặt đồng hồ tụt xuống và các nhạc công chuyển động rất độc đáo. Cái bộ phận lắc xoay là cái hình mỏ neo, nhìn chiếc đồng hồ đỡ bị nhạt. Size rất là lớn, thế nên là mình trưng ở không gian nào phù hợp. Các bác muốn tham khảo cũng như là biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Giới Vàng Hàng Nhật Âu, mã là 1056. Ngoài các sản phẩm của hàng Nhật Bản ra thì shop còn rất là nhiều những cái đồ châu Âu, đồng hồ tủ, đồng hồ cây, đồng hồ tượng, vân vân, rất là nhiều. Mọi người có thể tham khảo qua đồng hồ web đồnghosua.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.